Em biết nấu ăn, biết làm tóc. Khá khó tính, không giữ với em cũng nhăn nhó khó chịu. Mối tình thì cũng khá nhiều, cũng chưa anh chụp. Cũng chưa anh chụp. Tức là em không thích các thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào tất cả các anh chị quay phim này. Ngồi đi em. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi, chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Ngọc Toàn, hôm nay em 35 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại em đang làm trợ lý điều hành xe đầu kéo ở quận 2. Em ở quận mấy Toàn? Dạ, em ở quận Bình Tân. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, bây giờ mình để đàn gái giới thiệu. Mời em. Xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Và xin chào anh trai kế bên ạ. Dạ, em tên là Đoàn Nguyên Bảo Anh, năm nay 33 tuổi ạ. Hiện giờ em đang làm thư ký dự án trong một công ty tư vấn về xây dựng ạ. Hiện em ở quận Tân Phú ạ. Hợp lý nha. Ở gần nhau. Cũng gần nhau luôn. Bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hay cười. Nói chung luôn luôn thân thiện với mọi người. Rồi em cũng rất là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Em cũng có biết nấu ăn chút đỉnh. Tuy là không có biết cầu kỳ nhưng mà em có thể nấu ăn bình thường đó anh. Dạ, khuyết điểm của em hơi bị nhiều ạ. Thì chắc cũng vì em cẩn thận quá nên đôi lúc em làm mọi việc cũng hơi chậm chạp. Ăn chậm rồi rửa chén cũng chậm, tắm cũng chậm nữa. Khá khó tính. Không giữ em cũng nhăn nhó khó chịu. Tối thức khuya sáng ngủ nướng khát giường rồi thôi. Bữa nào đi làm thì em cố gắng hết sức mới dậy sớm được. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Anh. Vậy còn bên anh đàn trai thì sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết làm tóc, uống dũi. Cắt thì em bỏ lâu quá. Em cắt là đó. Tức là đó đi học á hả? Hồi đó đi học em cũng mới làm ở trong công ty tóc. Là biết cắt nhuộm rồi là trong tầm tay rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình đầu tư mình học thêm make up rồi đi về mình trang điểm make up cho vợ mình luôn. Tiện, đi đâu đám cưới là có ông xã làm. Còn về khuyết điểm của em thì em thẳng thắn, dứt khoát, không biết thuốc, không biết uống cà phê. Hai cái đó đâu phải là khuyết điểm, là ưu điểm đó. Xưa em cũng có quen bạn gái mà trai em không biết hút thuốc. Trời đất ơi, bạn gái nào kỳ vậy? Trời ơi. Rồi sau đó về có tập hút thuốc không? Dạ không. Em có mấy mối tình Toàn? Dạ nếu mà mối tình thì cũng khá nhiều nhưng mà không có được lâu với anh. Khá nhiều là mấy mối? Cũng chưa anh chục. Cũng chưa anh chục. Hả? Trời ơi. Mối cái tình gì? Trên chục. Dạ anh. Hả? Sao tới chục người mà vẫn chưa tìm được cái mối tình cho mình nha? Em nhanh phát hiện được cái bí mật của anh Thao quá. Ban đầu yêu thì vô tình trong những dịp đi đám cưới, sinh nhật hoặc là đi lang thang trên mạng á, vô tình người ta nhảy vô người ta kết bạn với. Trời đất ơi, yêu đám giỗ, đám cưới, tôi nôi sinh nhật, yêu trên mạng. Em nghĩ là người đó là còn độc thân nhưng mà sau tìm hiểu trong tuần thì phát hiện ra đó có người thì đang có người yêu, cũng có người thì cũng có gia đình rồi. Đó mà chưa dứt khoát cho nên thôi. Em không có tiếng. Bây giờ mình yêu 10 mối tình rồi đúng không? Dạ. Vậy mình nhớ tên hết không? Cũng nhớ được những người gần gần nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những người. Em đọc sơ sơ coi mấy sơ sơ, em nhớ coi Lan mấy Huệ Hồng rồi Tiên, rồi Tiên rồi Thi. Thi. Rồi tên Luna. Bé có bé nào tên Trang có không? Cũng có anh. Ngọc có không? Ngọc có. Thư có. Thư có chưa? Thư cũng có rồi. Trời ơi. Ây cha. Rồi nhớ tên bạn gái bên này không? Bảo Anh. Hay quá. Nhưng mà tức là mối tình á mà anh lâu nhất á đối với anh là bao nhiêu lâu? Một tháng. Lâu ghê. Còn mấy mối tình kia không tới 1 tháng không hả? Chừng 1-2 tuần anh, tại vì bạn của em rồi người nhà rồi em cũng phát hiện những cái mà bí mật của họ đó. Mà em cũng không hiểu thì nếu như mà người ta chưa có người yêu thì người ta nói là chưa có người yêu đi. Mà người ta vẫn nói là chưa có người yêu. Mà trong khi đó người ta đang có người yêu, cũng hẹn hò, cũng ra bình thường. Thôi được rồi, coi như là 10 mối tình đã qua. Nó mọc như nấm và nó cũng chết như rạ luôn.
Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất thì thời điểm năm cuối sinh viên đại học. Dạ mối tình thứ hai của em là em cũng quen bạn học. Thì người này em quen được khoảng hơn 2 năm. Thời gian đầu thì cũng tốt, nhưng mà sau đó anh ấy thất nghiệp, cũng cố gắng, cũng giúp đỡ tìm việc làm cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại anh không cố gắng á, là cứ để trôi vậy hoài. Em nói hoài mà cũng không được. Rồi cái cuối cùng anh nói là anh không xứng đáng với em, rồi cũng chia tay em. Em có một nguyên tắc là sau khi chia tay cũng phải 1 năm sau em mới quen người mới. Người thứ ba thì quen trong vòng 1 năm thôi ạ. Anh này thì cũng tốt, điều kiện đều tốt. Nhưng mà sao ảnh lại chê em là khó, hay so đo, ganh tị. Nhưng mà em thấy ảnh cứ giấu giếm, cái gì cũng giấu em. Lén đi du lịch, đi Vũng Tàu về cũng giấu, không nói em biết. Nhưng mà ví dụ ảnh lén là anh đi Vũng Tàu hay anh đi chơi đó, là anh em có biết là anh đi với ai không? Em cũng không biết luôn, hình như là cũng có khi đồng nghiệp hay là bạn bè gì không biết. Nhưng mà lại khá là rất nhiều chuyện giấu giếm, không có muốn nói cho em biết gì hết á. Kiểu không chịu chia sẻ. 3 mối tình hết 6 năm rồi, trong đây chục mối, hai người này trải nghiệm tình yêu hơi nhiều đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì về mặt ngoại hình á, tại em chân ngắn mà nên em muốn tìm người cao cao chút để cải thiện đời con cháu, ít nhất cũng phải cao 1m68 trở lên anh. Đạt rồi đó em. Chính xác. Với lại em thích người có sống mũi cao, biết quan tâm tới cảm xúc của bạn nữ đó anh, hiền lành chút xíu, giúp đỡ được việc nhà nữa càng tốt ạ. Rồi. Bây giờ nói như thế thì em có được bao nhiêu phần trăm đáp ứng nhu cầu bên kia? Tầm khoảng 6-70% thôi. 60-70% hả? Sống mũi cao là chắc em không có đi phẫu thuật được rồi. Không, mũi em cũng hơi cao cao. Hơi cao đúng không? Ừ. Cao hơn cái miệng chút xíu. Dạ. Cái mũi nào mà không cao hơn cái miệng? Ông Mai này thiệt. Đó, chào giờ gặp nhà gái. Dạ cỡ anh Quyền Linh là được rồi ạ. Mũi cao không? Dạ có sống mũi cao. Mới sửa. Em có hay ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Có em gái vậy không? Dạ không anh ơi, giờ em đi ra đường em sợ gái lắm. Em đâu dám tới hỏi đâu. Ví dụ nhìn thấy người ta cũng có tia mình rồi đó, nhưng mà cũng không dám tới nói chuyện. Trời ơi. Rồi. Rồi bây giờ em ghét nhất gì ở người đàn ông? Dạ em ghét nhất là tính lăng nhăng đó anh. Lăng nhăng? Thời buổi này đâu có bắt cá hai tay được. Nó hốt nguyên rọ, đục có chơi một đục luôn chứ đâu có cần bắt hai tay. Dạ. Nói vậy thôi chứ em nhìn là em thấy hiểu anh bên đây. Thật sự anh cũng hiền lắm. Em thấy anh toàn là bị người ta bội bạc không à. Công nhận đàn gái xinh. Đó, cảm ơn anh. Xinh đàn gái xinh. Bảo anh có ghét đàn ông nhậu nhẹt rồi vậy không? Nhậu chút chút vì công việc thì được chị. Rồi. Em có nhậu không? Dạ, nhậu thì thỉnh thoảng khi mà đi với sếp thì em có nhậu thôi, cũng không có thường xuyên. Dạ. Mình nhậu mình uống được nhiêu chai? Dạ, nhậu thì khi nào sếp về thì em về. Chắc cái gì? Vậy sếp anh uống được nhiêu chai? Dạ thì lúc vui thì sếp uống được 2 thùng, lúc buồn lúc buồn thì sếp uống từng thùng rồi về thôi. Bây giờ tính luôn tới thùng chứ không có tính chai nữa. Dạ. Nhậu nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đi, bữa giờ không kiểm tra sức khỏe gì hết. Thì em có thể là em nhất anh Linh bỏ anh dài cũng dễ dàng. Wow, vỗ tay cho anh làm nè mọi người. Được không em? Được. Anh mà rớt xuống là anh mệt lắm. Em bảo đảm không nha? Dạ, xưa giờ chưa bao giờ có vụ này nha. Đừng có vụ. Ngồi đây nha, ngồi đây nha bạn. Được bà không? Được, em bảo đảm được. Anh nè, à, vì tương lai của Bảo Anh và anh phải cố gắng rồi. Vì hạnh phúc của Bảo Anh. Anh đành chấp nhận. Anh nhấc lên thiệt luôn á hả? Dạ được. Nhấc anh Linh lên phải không? Dạ. Rồi. Từ 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 từ. Một anh làm gì anh xá ai vậy? Trời ơi. Cầu bình an. Chắc là nâng tạ cho dễ hay anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi sợ. Thôi nhấc anh Linh đi. Nào. Nâng tạ giờ xưa rồi. Phải thế chứ. Sao phải thế? Thôi, thôi, trời. Anh có võ, mình có võ không? Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh. Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh ơi. Anh có sao không anh Linh? Không nổi luôn. Anh có sao không anh Linh? Bảo anh ơi. Thôi em xin lỗi anh. Anh phải thả lỏng ra chứ tự nhiên anh tập trung anh run quá lâu em đứng được. Tôi nói rồi, rồi mà. Rồi có sao không? Đừng lấy tôi ra làm đạo cụ. Thôi ráng đi hết số này em cho đi chụp hình. Thoát gì để đẹp mà. Nè. Rồi.
Anh bước ra đây anh, được nhiều cái nè, mệt quá. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi anh đừng bỏ, bỏ xuống đi, em biết rồi, biết rồi. Về cái phần sức khỏe là yên tâm nha. Dạ. Anh Quyền Linh mà giác lên một cái một, té một cái bịch, yên tâm. Em cảm ơn sự hy sinh anh dũng của anh Quyền Linh. Đau lòng. Nãy không đem tạ sớm đi. Chắc là nâng tạ cho dễ hay anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi, sợ thôi, nhấc anh Linh đi. Phải là... Sợ ổn chứ anh? Không sao, chỉ thoát gì địa điểm sơ sơ thôi. Rồi, thôi cảm được rồi. Cảm ơn rất nhiều. À, bảo anh hôm nay bảo anh đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và các bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, dạ. Chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Năm Thư. Dạ, chào cô. Chào quý vị khán giả trong phòng này. Tôi là mẹ của Bảo Anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình đã quan tâm tới cái nỗi buồn của những người mẹ như tôi. Buồn vì con lớn tuổi mà chưa có đôi có cặp. Trai và bạn trai bên này thì hiền lành, cũng thật thà, rồi không hút thuốc, rất thích là điều đó. Còn cái nhậu nhiều thì khắc phục một chút. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với chị hai. Em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay, chào em gái. Chào chị. Chị là chị của Toàn. Toàn nói là Toàn có nhiều mối tình nhưng mà thiệt sự là em chưa bao giờ thấy Toàn dẫn bạn gái về hoặc là giới thiệu, chỉ có một hai lần thôi. Vì em có treo sẵn rồi, em nói làm gì thì làm, tới 2019 thôi là hết hạn tiền quà cưới của em. Nếu mà quá 2019 là cái phần quà cưới đó sẽ sung vào công quỹ. Về cái bạn gái thì chị nhận xét em là người dễ thương. Tính cách như thế nào thì chị không có rõ, nhưng mà chị đẩy thuyền đó. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ hai bên gia đình đã có ý kiến rồi. Mình mở rào để xem coi hợp lý hay không. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Chào anh. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà gửi anh. Rồi, cảm ơn em anh. Dạ. Em thấy anh sao? Thế nào? Khoan cho em hỏi trước một câu nha. Anh nói anh biết võ, rồi anh cũng sức khỏe. Vậy anh có bao giờ đánh phụ nữ không vậy? Em không có chấp nhận đàn ông đánh phụ nữ nha. Nếu như mà tình huống vô tình á, thì có thể là trúng, chứ còn mà cố ý thì không có. Vô tình trúng mà. Vô tình, ví dụ như là cái đám đông như nãy rộng giải thích á. Vô tình như nãy đó. Không phải, ví dụ như trong trường hợp mà đám đông mà lộn xộn đánh nhau á, thì mình cản ở đó mà người khác vô tình tới từ đằng sau tới đó, thì mình quay qua phản xạ thì mình đánh nhầm thôi. Không, ý em hỏi là giả dụ như anh giận quá thì anh như thế nào? Nếu mà giận quá, ngay cả người trong nhà đi nữa, nếu mà có một cái sự bất đồng nào đó thì anh đi ra chỗ khác. Vậy ha? Không tranh cãi rồi. Dạ, vậy tốt. Em nghe nói anh không hút thuốc lá, em cũng thấy được lắm rồi ạ. Dạ. Anh có yêu cầu gì quá khắt khe đối với bạn gái hay với vợ mình không ạ? Thì anh chỉ mong muốn tìm được bạn gái dịu dàng. Bạn gái không nên hút thuốc. Giới tính bạn gái cũng phải rõ ràng. Em thẳng, em gái thẳng hoàn toàn. Chứ đó giờ gặp giới tính không rõ cũng ràng có, cũng có bạn gái là giới tính không rõ ràng. Vậy rồi à, nghĩa là giờ vẫn quen với mình, nhưng mà vẫn quen với một bạn nữ. Một dạng Thôi Toàn, đừng kể chuyện tình yêu của em, nó phức tạp của Toàn. Dạ không, anh yên tâm, em mê trai nổi tiếng. Gặp anh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng. Không khỏe mạnh, thích thể thao là rất tốt ạ. Không, em khỏe, không cao. Khỏe lắm đâu. Không sao đâu anh. Anh ẩm em chắc nổi đúng không? Nổi. Đừng, 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 đừng. Thử liền, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Sai lầm. Nó có một số điểm hồi nãy là thất bại là cái sàn này nó trơn. Tại... Khó học được giải thích anh đừng em báo giá luôn, em có 44 kg à. Đừng, đứng lên, đừng lên, anh đứng lên giùm em đi. Không, không. Anh Linh nặng, anh hiểu không? Đó, còn bảo anh có tí xíu à. Sao, bé nổi không? Nổi. Đứng yên nha, đứng yên nha. Người ta mặc váy đó nha, cẩn thận nha. Xin phép cô với nếu em anh có thể bế em lên được không? Đừng có như tôi nha. Trời ơi, đó, nhẹ nhàng như cung đàn luôn, thấy không?
Rồi bởi qua bên vậy... Linh gái nữa được. Mà ẩm con gái khác, ẩm con trai khác. Đúng rồi anh ơi. À, anh thấy em ngoại hình là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu như mà bấm nút sau buổi này á, mình anh có thể hẹn hò với em á, là ngày nào em muốn gặp anh á, thì cũng được. Bất cứ ngày nào trong tuần. À. Là một tuần anh chỉ được nghỉ có một ngày thôi. Ủa anh làm việc tới mấy giờ? Không lẽ làm xuyên đêm? Cái tổ chức công việc của anh á, thì làm với tài xế cho nên anh ở lại đó luôn. Tại vì nếu mà về nhà thì từ quận 2 về Bình Tân thì xa. Là 12 giờ đêm anh mới về hả? Thì cái khoảng thời gian là 11 đến 12 giờ anh mới xong việc. Bạn gái lên thăm chỗ làm thăm được không? Được, bất cứ nào. Đó. Tại vì cái thời gian nhàn rỗi anh cũng có nhiều. Thì chỉ có mình có túc trực ở đó để mình xử lý công việc cho tài xế thôi. Dạ thôi cũng không sao, nếu mà anh tận tâm tận ý với mình em thì chuyện gì cũng có thể em cũng có thể rồi, tiếp xem tục, xét rồi, lại được. Cưới nhau là làm gì nữa? Em phải thể giữ là 70% để anh còn 30% để anh. Là 37 phải không anh? Dạ cũng được, em thấy cũng hợp lý. Em phải nói những cái gì tận đáy lòng của em suy nghĩ về cô gái đối diện. À, suy nghĩ của em thì về bạn gái thì rất là hiền. Cảm ơn. Có cái sự chân thành trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em không muốn là bạn ấy bấm nút. Hát bài gì đó tặng bạn ấy coi gây cảm tình. Được. Vậy em hát ca trù thử nha. Ca trù. Mày lạ ta. Mênh mênh mang mang phù vân yên tử. Vì vì vù vù chúc lòng thiên tử. Tồn thực nói lòng ai kẻ tình si. Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Bước lên đỉnh núi cao thấy đất trời ba thước. Bước xuống đây thung sâu ta ngắm con sông dài. Vào rừng trúc mai tháng nghe con sáo sầu. Ta muốn hỏi một câu, bao giờ thôi ta vỡ, bao giờ hết ta vương. Thôi xin hát. Ta gặp người yêu ta hát bài nào cho nó tươi sáng rồi lên. Cái gì đâu mà ca trù nó xuống lúc vét luôn vậy đó. Tại vì đó. Em thấy những cái đập trước mà em coi em thấy nhiều khi mình hát nó sẽ bị đụng bài cho nên. Trời ơi, đụng bài. Lạ thiệt. Dạ. Bây giờ để tay nút bấm đi. Khi bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Chị ơi, cho của chuẩn bị khoen nha chị. Rồi bây giờ nắm tay nhau được rồi đó. À, xin phép đi. Xin phép cô cho hôn Bảo Anh. Đó, cô gật đầu luôn rồi đó. Làm luôn. Em cho anh hôn nha. Dạ lẹ đi anh. Anh làm em hồi hộp quá. Lẹ lẹ đi. Từ từ bình tĩnh. Trời ơi. Trời ơi. Một cái hôn rất to, rất kêu từ trước tới giờ của bà muốn hẹn hò. Hôn mà điếc lỗ tai luôn rồi. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Hai đứa nắm tay đi đi. Dạ cảm ơn. Hạnh phúc nha.